Hai anh em chào mừng em tới với một video khác của mình. Và hôm nay thì mình sẽ nói về cái chiếc ống kính tiêu cự 50mm đắt tiền nhất của nhà Sony. Đó là cái chiếc FE50mm F1.2 G Master. Cái sản phẩm này nó ra mắt đã được gần 3 năm rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có cơ hội mình trên tay mình cầm và mình thử cái chất lượng ống kính của nó. Khá là nhiều video ở trên mạng đã nói về cái khả năng chụp, khả năng quay của nó rồi, nhưng mà mình muốn test kỹ hơn ở một cái góc độ nó hơi nhàm chán hơn một chút. Nhàm chán cho mặt web nha. Tức là chúng ta sẽ xem xét chất lượng ảnh của nó ngoài trời, trong nhà, điều kiện nét từ đâu tới đâu, khẩu bao nhiêu, các thứ như thế nào. Rồi bây giờ thì vào video thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chụp ở điều kiện ngoài trời, tức là trong điều kiện đủ sáng, và sẽ chụp từ F2 tới 5.6 cho tới F16 và bao gồm 9 bức hình. Trong đó thì từ F1.2 cho tới F5.6 thì mình sẽ để cái tốc độ là 1/1600, trong khi từ F8 cho tới F16 thì mình sẽ chỉ để tốc độ là 1/200 thôi, để cho cái bức ảnh nó không bị quá noise. Và cái mức ISO mình sẽ để là auto. Bây giờ thì mời xem ảnh và cái khả năng xóa phông của nó nha. Đầu tiên là bức hình ở F1.2, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11 và cuối cùng là F16. Và anh em có thể thấy là từ F8 cho tới F16 thì nó vẫn cho lại cái chất lượng xóa phông rất là ổn luôn. Lợi thế của những cái ống kính mà có cái khẩu mở lớn như thế này thì nó sẽ chuyển mượt hơn khá là nhiều so với những chiếc ống kính khẩu max lớn nhất của nó hơi thấp, ví dụ như F2 hay F2.8. Cái bài test thứ hai này thì mình vẫn tiếp tục mình chụp 9 tấm hình nha, nhưng mà lần này là mình test ở trong cái điều kiện trong nhà và mình chụp với cái bảng màu cũng là 9 cái bức hình đó với lại 9 cái khẩu độ tương ứng giống như cái bài test đầu tiên. Và anh em có thể thấy là từ F1.2 cho tới đâu đó F2 á, thì cái bức hình á, nó rẫn nét, rất là nét ở trung tâm, nhưng mà phần rìa bốn cạnh á, thì nó hơi bị mờ một tí xíu, nó hơi bị thiếu độ tương phản, trong khi từ F2.2 cho tới F2.8 thì mình bắt đầu thấy là cái bức hình nó đã nét ở cái phần rìa trung tâm hơn khá là nhiều rồi, và nó sẽ hoàn hảo từ cái mức F2.8 cho tới F8 thì cái bức hình nó sẽ nét ở toàn bộ cái khung hình. Từ F11 cho tới F16 thì những cái bức hình khi mà em zoom kỹ lên thì nó đã có cái hiện tượng soft nhẹ rồi. Còn về cái độ tương phản thì những cái bức hình từ F4 cho tới F8 có chất lượng tương phản tốt nhất. Tiếp đến thì mình sẽ thử nghiệm flare và ghosting. Sony lúc mà ra mắt cái chiếc ống kính này thì họ có nói đây là một cái chiếc ống kính được phủ cái lớp Nano AI2 của họ, và nó sẽ giảm cái hiện tượng ghosting nhiều nhất có thể. Cái hiện tượng ghosting thì mình chưa bao giờ mình gặp ở trên cái chiếc ống kính này ha. Nhưng mà chúng ta hãy nói về flare. Đây là một cái sản phẩm ống kính không dành để chụp cho flare quá nhiều. Nếu anh em thích những cái ống kính nào nó có flare tốt hơn, mình nghĩ là anh em nên tìm tới những cái sản phẩm ví dụ như 24-70. Mình chụp cùng A7CR, trong cái video trải nghiệm A7CR ở Quảng Ngãi mình cũng đã có nói về cái hiện tượng này rồi. Cái chiếc ống kính đó thì nó sẽ cho cái hiện tượng flare tốt hơn, nhưng mà dù sao thì mình cũng sẽ phải test ở trên cái chiếc ống kính này. Và anh em có thể thấy là từ F1.2 thì chúng ta không có gì để nói là flare trên cái F1.2 thì nó sẽ rất là bình thường, nó nhạt nhẽo và nó chỉ là một cái cục sáng thôi. Nhưng mà bắt đầu từ F8 thì chúng ta sẽ thấy flare xuất hiện, và đẹp nhất đương nhiên vẫn là ở cái mức khép khẩu lớn nhất, tức là F16. Thì ở cái bức hình mà có khẩu độ F16 này thì tia nó vẫn đẹp nha, và những cái đường tia nó phát ra rất là đều, nhưng mà mình cảm thấy nó không hấp dẫn. Cái thứ nhất là nó không to, nó không dài và nó không có đẹp. Tức là bản thân mà anh em khi mà xem hình lại thì những cái chùm tia đó nó không đủ sức hấp dẫn của mình. Và dù sao đi nữa thì đây không phải là một cái sản phẩm chuyên để dành chụp ra những cái tia nắng, vệt nắng giống như vậy. Nếu anh em muốn chụp những cái tia như vậy thì anh em có thể tìm tới những cái ống kính wide hơn, ví dụ 24 hay là 24-70, 16-35 hay là 21 hay là 16. Cái phần thứ tư mà chúng ta cần xem xét ở trên cái ống kính này đó chính là bokeh. Và khi mà ra mắt cái chiếc ống kính này thì Kikuchi, cái trưởng sản phẩm bộ phận quang học của Sony, đã từng nói rằng là họ phải cân đo đong đếm làm sao để cân bằng giữa độ nặng, nhẹ, trọng lượng, kích thước của nó để mang lại một cái chất lượng bokeh nó tuyệt vời trong một cái thân hình nhỏ gọn nhất của những cái dòng ống kính G Master. Và đúng thật thì cái chiếc ống kính này nó cho mình lại một cái độ chuyển nó rất là mượt mà. Khẩu bao nhiêu anh em cũng có cảm nhận được cái độ mượt trong cái độ chuyển của nó, nhưng mà bokeh lại là một cái câu chuyện khác. Nếu như mà anh em thích chụp bokeh hơn thì trong cái video mà test đêm chiếc ống kính này, cái video mình xin đi chụp các bạn nữ trong đêm Giáng sinh đó, mình cũng đã có nói là cái chiếc ống kính này nó không phải là cái chiếc ống kính cho lại bokeh chất lượng tuyệt vời. Nếu đặc biệt như anh em chụp ở những cái mức khẩu nó là lớn, ví dụ như F1.2 hay F1.4 á, thì cái bokeh của nó hơi bị hình oval và nó nhỏ, nó hai đầu. Trong khi á, nếu mà để bokeh đẹp nhất thì mình cảm giác á, như là anh em phải tăng cái mức khẩu lên, ví dụ như F2.2. F2 cũng chưa đẹp lắm nha, F2.2, 2.5, và đẹp nhất theo quan điểm cá nhân của mình là F2.8. Anh em có thể xem cái bức hình F2.8 mình zoom lên thì bokeh nó là tròn, nó là đẹp nhất.
cái bài test tiếp theo mà mình sẽ test đó là chụp ở khoảng cách gần nhất. Cái cách thực hiện nó của mình là mình để cái sản phẩm gì đó thật là gần. Ví dụ ở trong cái bài này là những hình nội cầu thủ bóng rổ đang ngồi ở đó ha, và mình sẽ chọn một người, mình lấy cái ống kính mình chuyển qua chế độ MF và mình để khoảng cách lấy nét gần nhất là 40cm theo như công bố của nhà sản xuất. Mình cứ vặn nó về khoảng cách lấy nét gần nhất thôi, xong sau đó mình di chuyển cái tripod sao á mà cái tripod và cái toàn bộ cái body, cái chiếc ống kính của mình nó có thể nét ở cái phần mắt của cái cầu thủ đó ngay tại F1.2, tức là khoảng cách lấy nét gần nhất của nó ha. Và sau đó thì mình cứ khép cái phần khẩu độ lại và mình chụp những cái bước tiếp theo thôi, từ F1.2, F1.4 nè, F2 nè, 2.8 nè, 4 nè, 5.6, 8, 11 và cuối cùng là F16 ha, để em xem được cái chất lượng quang học của nó. Và theo như mình cảm nhận á, là dù ở cái mức nó thật là gần như vậy, nhưng mà khi anh em tăng lên cái F16 á, cái hiện tượng noise thì mình không nói ha, noise thì là do cảm biến, nhưng mà anh em có thể thấy được dù cái khoảng cách là F16 như vậy thì cái mức độ chuyển giữa phần trước á, phần round và background của nó cũng rất là mượt mà, và cái mức độ xóa phông nó vẫn có nhất định nha, mặc dù phía sau là một cái bức tường cắn nó nằm rất là gần luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ xem xét cái độ nét của nó ở cái mức khẩu lớn nhất là F1.2 ha. Và nhắc lại một lần nữa là ngay ở cái mức khẩu lớn nhất này, cái chiếc ống kính này nó vẫn cho lại những bức ảnh cực kỳ nét. Để mình zoom thử những cái bức hình mà mình chụp ở F1.2 và F1.4 lên để anh em xem vào cái mắt của mẫu ha. Những cái bức hình này mình để auto tracking nha, tức là cái body A7 R5 và cái chiếc ống kính này nó sẽ tự hoạt động với nhau. Tức là mình chỉ chọn cái nét toàn khung vào mặt thôi, còn phần việc còn lại là máy nó sẽ tự động nhận diện đâu là mắt và nó tự lấy nét. Và khi zoom lên này em có thể thấy rất là nét ngay ở cái phần mắt luôn. Thì khi mà Sony đã tạo ra những chiếc ống kính này, bản thân người dùng hay là bản thân nhà sản xuất họ cũng biết là nếu mà mở mắt khẩu thì cái dot của nó mỏng dính, nó gần như là rất là mỏng luôn, nhưng mà nó vẫn nét ở ngay cái phần dot mỏng đó. Và khi mà anh em quay phim hay là em chụp hình, đặc biệt là những anh em quay phim, những anh em nào mà quay tĩnh vật, quay sản phẩm, hay là nếu mà muốn thăng hoa hơn, muốn cảm xúc hơn thì đi event, đi wedding thì vẫn có thể áp dụng được ở cái mức khẩu F1.2 này để cho ra những video nó cực kỳ cảm xúc, nó cực kỳ thăng hoa. Một bài test tiếp theo mà mình nghĩ là nên có trong mọi bài test về ống kính ha, đó chính là phần việc đen bu góc. Và giống như những cái chiếc ống kính khác thôi, cái chiếc 50mm F1.2 G Master nó cũng không vượt qua được bài test này một cách dễ dàng đâu. Không biết là nguyên do vì sao, hoặc là cái chiếc ống kính của mình nó đã được sử dụng 2 năm tuổi rồi, cho nên em có thể thấy là cái phần góc dưới ở phía bên trái á, thì nó sẽ có cái viền đen bị nặng hơn so với ba cái góc còn lại. Có thể nguyên do là cái chất lượng quang học của nó đã bị sai lệch một chút, nhưng mà đây là trong cái điều kiện test mình đã lấy ở cái mức khoảng là vô cực rồi ha. Còn trong chụp với những cái điều kiện bình thường, rất là đổi bình thường, ví dụ chụp mẫu hay chụp gì á, thì anh em có thể là không thấy được cái hiện tượng này xảy ra đâu. Đây chỉ là cái bài test để em xem thử là cái chất lượng viền đen bu góc của nó như thế nào mà thôi. Và anh em có thể thấy là khi mà mình đã correction nó cũng chụp 9 tấm và 9 cái mức khẩu nãy giờ mình đã chụp cho anh em luôn ha. Ở cái mức F1.2 á, cái hiện tượng viền đen sau khi mà đã correction á thì nó sẽ bớt đi rất là nhiều, nhưng mà cũng chụp 9 tấm như vậy, nhưng mà mình không có correction, tức là không chọn cái profile cho nó. Khi mà anh em bỏ vô Lightroom hay Photoshop mà anh em không cân chỉnh lại profile á, thì anh em sẽ thấy là hiện tượng viền đen nó nổi lên khá là nhiều. Và cái mức mở lớn nhất là F1.2, nó luôn luôn cái mức khẩu cho lại cái viền đen nặng nhất. F1.4 nó cũng bị nặng, 1.2 và 1.4 nó gần như là tương tự như nhau, nhưng mà chuyển lên cái mức khẩu là F2 cho tới F2.8 thì nó sẽ nhẹ đi đôi chút. Và từ mức F4 hoặc là F5.6 đổ lên á, thì anh em có thể thấy là gần như cái hiện tượng này nó đã được triệt tiêu. Đó là hình chụp RAW thôi ha. Còn hình chụp JPEG thì gần như là body và ống kính nó sẽ cho ra những bức hình nó tự triệt tiêu cho anh em. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói tới một cái hiện tượng khác về cái ống kính, đó là hiện tượng méo. Nếu anh em chụp JPEG thì cũng giống như trên kia ha, viền đen bốn góc ha, nó cũng không có cái gì xảy ra cả. Nhưng mà ở đây mình đã test cho anh em ở cái những cái bức hình RAW, và anh em có thể thấy là khi chúng ta không chọn profile correction thì cái hiện tượng méo nó xảy ra khá là rõ ha. Nhưng mà chỉ cần một nút click ở trên Lightroom, anh em chọn file correction thì ngay lập tức là cái hiện tượng này nó đã được giải quyết và cái bức hình nó đã thẳng thớm hơn rất là nhiều rồi. Một cái thứ cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em trước khi chúng ta chuyển qua cái phần ngoại hình, đó chính là cái khả năng lấy nét tay của nó. Nếu mà những cái người mà quen sử dụng Fuji hay là Nikon giống như mình, hoặc là Leica, mình so sánh Nikon cho dễ đi ha, thì anh em có thể thấy là khi chúng ta đang để ở chế độ AF nhưng mà chúng ta vặn cái vòng lấy nét xoay tay á, thì ngay lập tức cái máy nó vẫn cho chúng ta lấy nét tay. Nhưng mà đối với Sony thì không như vậy. Anh em đang để ở chế độ AF mà anh em muốn lấy nét tay thì anh em phải gạt cái nút click AF chuyển sang MF và lúc đó chúng ta mới lấy được nét tay. Còn về cái vấn đề mà khả năng cái vòng xoay lấy nét đó thì nó khá là ngắn, theo như cảm nhận cá nhân của mình thì nó ngắn hơn những một vài
cái chiếc ống kính Sony khác trước đây mà mình đã từng sử dụng, tức là những cái ống kính trước đây của Sony á, nó có những cái vòng xoay lấy nét tay á, nó khá là dài, thậm chí có những cái ống kính nó tới 2 vòng, 2 vòng rưỡi, nhưng mà cái khoảng cách của cái chiếc ống kính này từ lấy nét gần nhất cho tới vô cực của nó thì nó chỉ khoảng đâu đó 1 vòng thôi, cho nên là cái cảm giác vặn của nó khá là dễ, và anh em có thể xem là mình chụp cái bức hình con mèo này ở f1.2 và mình lấy nét tay, mình chỉ cần vặn một cái nét tám mắt con mèo và mình chụp đúng một tấm hình duy nhất thôi là nó đã ăn liền rồi. Rồi, nói sơ qua một chút về phần ngoại hình thì đây là một cái sản phẩm theo mình, theo quan điểm cá nhân của mình, ngoại hình của nó rất là đẹp. Ngay từ khi nó ra mắt với lại cái chiếc ống kính 24mm hay là 35 f1.4, mình đã thích cái chiếc ống kính này rồi. Cái body của nó mập mạp, nó to, cái filter của nó lớn 72mm, cho nên là cảm giác của nó mình nhìn mình yêu ngay được. Tại có lẽ là mình là fan của Leica hoặc là fan của Nikon, cho nên là khi mà nhìn cái chiếc ống kính này mới lần đầu tiên là mình đã cảm giác nó giống như là những chiếc 58F1.4G hay là 35F1.4G hồi xưa của Nikon rồi. Và vào cái thời điểm được ra mắt cách đây 3 năm thì Sony đã tích hợp cho nó những cái gì tốt nhất có thể ha. Cái phần thân bên trong được làm bằng hợp kim magie, rồi có vòng cao su ở ngay cái chỗ ngàm e để anh em có thể chống nước được nè. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái nút chuyển đổi AF, MF, hai cái nút function để anh em có thể gán chức năng cho nó. Rồi nó có cả nút click on off để anh em có thể vặn cái vòng chỉnh khẩu phát ra tiếng hoặc là êm, mượt mà, vô cực gì đó. Đại khái là như vậy. Nó chỉ thiếu một cái nút iris thôi. Iris thì những cái sản phẩm sau này mới có. Nhưng mà đối với mình 50F1.2 nó có những cái tính năng nó như vậy là quá đủ rồi. Mình không cần đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì cái chiếc ống kính này nó cũng có cái chất lượng quang học cực kỳ tốt ha. Chúng ta đã xem xét thử những cái hình chụp của nó rồi. Còn về mặt lý thuyết thì nó sẽ có 14 thấu kính nè, được chia thành 10 nhóm, rồi bên trong có 3 cái thấu kính phi cầu cực đại là Extreme Aspherical đó. Mình sẽ để cái hình của cái thấu kính đó ở đây để cho anh em có thể xem rõ hơn. Đại khái là cái cấu trúc quang học của cái chiếc ống kính này nó không phân bổ đều giống như là những cái chiếc ống kính trước đây mà thông thường chúng ta nhìn thấy nữa. Đại khái là Sony trang bị cho nó những cái gì tốt nhất, tuyệt vời nhất của họ vào thời điểm đó. Và anh em biết là thời điểm 3 năm trước á, dù đó là cái chiếc thứ 60 của Sony trong cái hệ thống ngàm e của họ ra, nhưng mà lúc đó họ chưa hoàn toàn loại bỏ, bước qua được cái bóng của những cái sản phẩm dài. Tại vì người chơi Sony ở thời điểm mà tầm từ 3 hay là tầm từ 5 năm trước đó, họ vẫn rất là thần tượng dai, và G Master vẫn là một cái gì đó ngang ngửa hoặc là xếp dưới những ống kính tới từ nhà sản xuất từ Đức. Cho nên là Sony họ luôn luôn nỗ lực để họ làm sao sản xuất ra những cái dòng G Master của họ, những cái sản phẩm G Master của họ có thể vượt lên trên cái chất lượng của những chiếc ống kính dai ha. Cho nên đó là về cơ bản mình cực kỳ thích cái chiếc ống kính này, và câu hỏi sẽ được đặt ra là có nên mua cái sản phẩm này hay không. Với cá nhân mình nha, mình sẽ xếp nó, chất lượng của nó tốt hơn cái chiếc 50F1.4 G Master mới được ra mắt hồi đầu năm. Nhưng mà nếu xét về price trên performance, tức là hiệu năng trên giá thành và đại khái là cân đo đong đếm kỹ lưỡng, thì cái chiếc 50F1.4 sẽ là cái sản phẩm mà anh em đáng mua hơn, bởi vì cái giá thành của nó rẻ hơn, trong khi chất lượng lại không phải là thua thiệt quá nhiều, chỉ là 19.5 so với 19 thôi, chứ không phải là một cái gì đó ví dụ như 5 cho tới 7-8 điểm. Nó chỉ là thua nhau chênh lệch một tí xíu thôi, trong khi cái mức giá thành nó lại rẻ hơn nhiều. Và câu hỏi cuối cùng sẽ được đặt ra là ai là những người nên mua? Mình nghĩ là những anh em nào mà yêu Sony, những anh em làm nghề, những anh em chụp ảnh chuyên nghiệp mà đang xài cái hệ body của Sony, thì đây là một sản phẩm quá đáng để anh em cân nhắc. Tại vì cái tiêu cự 50mm là một cái tiêu cự dễ chơi, dễ trúng thưởng nhất. 50 và 35 hơn, đối với mình là 50, tại vì mình có thể ra đường và mình sống cả năm trời, mình sống hàng ngày với cái tiêu cự 50 đó. Mình cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc với nó. Từ chụp đồ ăn, chụp thể thao, chụp gia đình, chụp trong nhà, chụp đường phố, chụp thiên nhiên, chụp tất cả mọi thứ mình có thể làm việc được với lại cái ống 50 đó. Chẳng qua là nó không đa dụng như những cái 24-70 thôi, nhưng mà với mình 50 là đủ rồi. Cho nên là anh em muốn chất lượng của một cái tiêu cự 50 tốt nhất trên một cái body Sony thì đây là một cái sản phẩm mà anh em không nên bỏ qua. Nhưng mà nếu để cân đo đong đếm giữa tiền bạc và chất lượng thì 50 1.4 vẫn là một cái sự lựa chọn đáng giá hơn. Video đã rất là dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Nếu em thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe với mình. Xin chào.